Bốn kiểu người nên kết giao nếu muốn thành công trong cuộc đời. Kính chào quý vị khán thính giả thân thương của kênh Hãy Sống Khác. Quý vị thân mến, con người sống ở đời, mỗi một giai đoạn sẽ phải đi những con đường khác nhau. Trong quá trình này, bạn sẽ gặp phải những thách thức khác nhau, gặp những người đồng hành khác nhau và gặp rất nhiều những chuyện khiến cuộc đời của mình trở nên phong phú, đặc sắc hơn rất nhiều. Chúng ta đều là hữu tình sinh, cả đời không tách ra được khỏi chữ tình. Nhưng trong hành trình cuộc đời ấy, không phải tất cả mọi người đều trở thành bạn của bạn. Có người chỉ là khách qua đường, dù thời gian ở bên nhau ít ỏi, nhưng lại khiến bạn thu được rất nhiều điều tốt đẹp. Có người xuất hiện chỉ là để dùng một phương thức nào đó để độ bạn, khiến bạn rơi xuống đáy vực, nhưng đồng thời cũng khiến bạn trở nên kiên cường hơn khi phải đối mặt với khó khăn. Trải qua thăng trầm của cuộc sống, chúng ta dần dần rồi cũng sẽ ý thức được ra một đạo lý như thế này. Không phải bạn bè thực sự, quà cáp có nặng tới đâu cũng chẳng thể thật lòng với nhau. Gặp gỡ tuy ngắn ngủi nhưng hồi ức cuộc đời lại rất dài. Nếu xem cuộc đời là một hành trình du lịch, vậy thì việc gặp được một người anh em chí cốt chung chí hướng với mình là điều rất quan trọng. Những người đó, họ nói ít làm nhiều, họ dùng sự đồng hành của mình để thắp sáng lên phương hướng cuộc đời bạn. Hoặc có thể chỉ là một câu nói ngắn ngủi, hoặc có thể là những hành động lạ lùng, nhưng lại đem lại cho bạn cảm giác như được tỉnh ngộ. Tiểu thuyết gia nổi tiếng người Anh Hersey Wells từng nói rằng, đường lên tới đỉnh phải được điểm xuyết bằng một vài tình bạn vụn vỡ. Không thể phủ nhận rằng, ở thời hiện đại, nếu muốn thành công lớn chỉ dựa vào sức của mình là không thể, vì sức lực của mỗi cá nhân là có hạn. Nếu có thể có được sự chỉ đường, giúp đỡ của quý nhân thì đó là một chuyện vô cùng may mắn. Mặc dù nói đường của mình phải tự mình bước đi, nhưng sự xuất hiện của những người bạn đôi khi lại đem lại cho bạn một góc nhìn cuộc đời mới. Những vỡ lẽ nhân sinh mới để từ đó bạn ngộ ra được điều gì đó, để được tiếp thêm tinh thần, vượt qua những khó khăn trước mắt và đăng lên đỉnh vinh quang. Nếu bên cạnh bạn có bốn người bạn như thế này, may mắn không cần cầu cũng tự đến. Chúc mừng! 1. Người móc hết tâm can ra với bạn. Càng trưởng thành, chúng ta càng học cách phòng bị. Trong quá trình giao tiếp, vì muốn bớt đi một phần gập ghềnh nhiều hơn một phần thuận tâm, chúng ta không thể không học cách ngụy trang bản thân. Thậm chí đeo lên cả mặt nạ, cẩn thận từng chút một để bảo vệ bản thân khỏi thị phi. Khi bạn trở nên như vậy, người khác thực ra cũng như vậy. Vì vậy, giữa người với người, muốn móc hết ruột gan của mình ra cho nhau xem không phải là điều dễ dàng gì. Rất nhiều khi, dù bạn có muốn nói những lời thật lòng, nhưng cũng sẽ vì một vài lý do nào đó mà lại chỉ có thể trầm mặc. Nói về tình bạn, nhà thơ nổi tiếng người Đức Heinrich Heine từng nói như thế này: cuộc sống không thể nào nở ra những bông hoa rực rỡ từ trong sự giả dối. Nếu bên cạnh bạn có một người bạn chân thành, đó là may mắn. Người bạn ấy không chỉ có thể dùng những lời nói thật lòng, đưa ra cho bạn những lời khuyên chân thật, mà còn giúp bạn nhìn nhận lại mình một cách chính xác nhất. Người bạn như vậy là người có thể giúp bạn trưởng thành nhanh hơn, đốc thúc bạn trở thành phiên bản tốt hơn một chút của chính mình, để từ đó giúp cuộc đời nở ra nhiều hoa tươi và trái ngọt hơn. Thứ hai, người đưa ra ý kiến thật lòng. Sống ở đời, ai cũng hy vọng cuộc sống của mình thuận buồm xuôi gió, mà không biết rằng vô thường mới là bản chất của cuộc sống. Dù bạn đã sẵn sàng rồi, cũng sẽ ở một góc đường nào đó, nghênh đón sự biến hóa, khiến bạn nhất thời không thể kiểm soát. Nếu có một ngày, khi bạn đang ở vực sâu, cảm thấy mơ hồ, mất phương hướng, có người sẽ lựa chọn rời đi vì sợ bạn làm liên lụy, ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Nhưng cũng có những người vào khoảnh khắc đó đưa tay ra muốn kéo bạn lên. Vào thời khắc mấu chốt, họ đưa ra cho bạn những lời khuyên, ý kiến mang tính chỉ dẫn. Đó chính là người mà bạn nên trân trọng. Họ sẽ đứng từ góc độ khách quan, phân tích nguyên nhân khiến bạn rơi vào trạng thái hiện tại, giúp bạn định hình lại được hướng đi, giúp bạn vượt qua khó khăn. Benjamin Franklin từng nói rằng, bạn bè vừa là tài nguyên, vừa là nguồn an ủi. Một người bạn đúng nghĩa là người mà khi bạn cần cho bạn sự an ủi cần thiết, đồng thời cũng là người mà khi bạn gặp khó khăn họ có thể giúp bạn. Họ nhận thức rõ được hoàn cảnh của bạn, tận dụng mọi lợi thế mà mình có để giúp bạn vực dậy. Tình bạn như vậy mới gọi là đáng quý.
thứ tư, người có thể cho bạn tài nguyên. Một người trưởng thành cần tài nguyên, cần sân khấu để thể hiện tài năng. Nhưng rất nhiều người lại rơi vào trạng thái rượu có thơm tới mấy cũng vẫn sợ ngõ sâu, không thể bước ra để tìm cơ hội tỏa sáng. Nếu như bên cạnh bạn có người như vậy, cá nhân năng lực của họ không thể giúp bạn thay đổi tình hình trước mắt, nhưng vẫn có thể cung cấp cho bạn tài nguyên để bạn có bàn đạp phát triển. Người như vậy khỏi cần nói, họ chính là quý nhân có 102 của bạn. Có thể họ không thể làm được điều gì nhiều, nhưng chỉ cần một câu nói thôi cũng có thể mở rộng tầm nhìn của bạn. Có thể nói, giúp bạn chẳng qua cũng chỉ là đơn giản, chẳng có gì, chẳng đáng là bao. Nhưng người sẵn sàng giúp bạn dù là những chuyện nhỏ nhặt nhất, có nghĩa là họ coi trọng bạn, họ tin vào năng lực của bạn. Một người, bất kể là giúp bạn mở mang đầu óc hay giúp bạn mở rộng vòng tròn xã giao của mình, hay đem lại cơ hội cho bạn, sân khấu để thể hiện tài năng của bạn. Với những người như vậy, bạn cần phải ôm trong mình thái độ, một giọt ân tình, một thùng báo đáp. Cuộc đời dài đằng đẵng, gặp được những người như vậy, cuộc đời bạn sẽ trở nên rực rỡ, sáng lạn hơn rất nhiều. Thứ tư, người thực sự hy vọng bạn sống sung sướng. Sống ở đời, nói một câu thật lòng, ngoài ba mẹ ra, có bao nhiêu người thực sự hy vọng bạn sống tốt mà không có một chút đố kỵ với bạn. Sống ở đời, chơi với nhau, cái tâm đổi lấy cái tình đổi lấy cái nghĩa, bạn dùng sự chân thành đi đối xử với người ta tự nhiên cũng sẽ thật lòng đối xử với bạn. Có một câu nói như thế này, sẵn sàng giúp bạn là cái tình, không giúp bạn là cái lẽ dĩ nhiên. Sống ở đời, có thể gặp được một người hy vọng bạn mọi bề an yên. Người như vậy, vào một lúc nào đó, cần thiết, sẽ cho bạn sự giúp đỡ nhất định. Họ giúp chỉ đơn thuần là vì muốn giúp, chẳng có mục đích hay tư lợi gì. Họ giúp vì họ thực lòng mong bạn sống tốt. Tất nhiên, muốn có được người bạn như vậy cũng không phải là vô duyên vô cớ mà có được. Phần lớn là nhờ sự tử tế, chân thành của bạn thắng được. Nếu may mắn gặp được người như vậy, hãy luôn tôn trọng và biết ơn họ. Chơi với những người bạn như vậy, bạn không cần phải ngụy trang, không cần đeo mặt nạ, chỉ cần là chính mình. Chơi với những người như vậy, bạn được hấp thu năng lượng tích cực và lạc quan mỗi ngày. Chơi với những người như vậy, bạn không cần phải mong ngóng hay đi tìm đâu xa quý nhân nữa, bởi họ đã ở ngay bên cạnh bạn rồi. Con người là động vật xã hội, chúng ta sẽ luôn phải ở trong một vòng tròn xã giao, bạn bè nào đó. Cũng chính vì bên cạnh có những người bạn chân thành, nên cuộc sống của chúng ta mới có nhiều dư vị tới như vậy. Nếu bên cạnh bạn có 4 kiểu bạn như trên, hãy dùng cái tâm của mình đi đối xử với họ, dùng sự chân thành đi cảm kích họ. Bởi lẽ, những người như vậy trên đời này quả thực rất ít, gặp được họ bạn sớm đã là người may mắn rồi. Quý vị thân mến, bên cạnh những người bạn tốt cần kết giao, chúng ta cũng nên đề phòng những kiểu bạn kéo lùi cuộc đời bạn. Không muốn hủy hoại cả cuộc đời, nhất định nên tránh xa kiểu người này. Qua lại với những người này, cuộc đời bạn chắc chắn sẽ không bao giờ tìm thấy tương lai sáng sủa. Hãy cùng lắng nghe và suy ngẫm nhé. 1. Người có thể nghèo về vật chất, nhưng nhất định không được để cái tâm cũng nghèo. Những người có trái tim cằn cỗi, tấm lòng hẹp hòi là người không có tầm nhìn xa trông rộng, không có chí khí phát ra từ trong xương cốt, không nhận thấy được sự tích cực, tươi đẹp của cuộc đời, ích kỷ nhỏ nhen, trong cuộc sống không tìm được niềm vui. Con người sống trên đời không sợ nghèo một lúc nhất thời, chỉ sợ mang trong mình cái tâm nghèo suốt một đời mà thôi. Có rất nhiều người luôn nhìn vào sự đàng hoàng, phú quý của nhà khác, rồi ghen ghét đố kỵ với vinh hoa phú quý của họ. Những người như vậy không biết đối diện với cuộc sống, không biết yêu quý cuộc sống, càng không biết cố gắng học. Người ta cần cù chăm chỉ, tích cực cầu tiến trong công việc. Người như vậy cả đời không bao giờ có thể khá lên được. Có những người tuy rằng túng thiếu tạm thời về mặt kinh tế, nhưng vẫn kiên trì ôm giấc mơ theo đuổi hoài bão. Trong mắt luôn có ánh sáng soi rọi, không bao giờ từ bỏ. Người như thế sẽ từng bước bước ra khỏi cảnh khốn cùng của cuộc đời. Trên đời này, từ trước đến nay, không bao giờ có may mắn tự nhiên từ trên trời rơi xuống. Khổ đau trong cuộc đời sẽ tránh xa những người làm việc chăm chỉ và có trách nhiệm với xã hội. Thứ hai, tránh xa những người nghèo trong tâm.
Có người nói rằng bạn muốn trở thành một người như thế nào, muốn ở cùng với người như thế nào, cuối cùng bạn sẽ trở thành người mà bạn muốn trở thành. Trong Liệt Nữ Truyện có ghi chép về việc mẹ của Mạnh Tử ba lần chuyển nhà để giáo dục con. Mẹ của Mạnh Tử hiểu rằng đạo đức và học vấn của con người được phát triển qua từng ngày, nên bà rất chú trọng đến những chi tiết nhỏ trong việc học tập và trong cuộc sống thường ngày của Mạnh Tử. Mưa dầm thấm lâu, từng bước một, dần dần bà đã trau dồi những thói quen tốt cho con trai mình. Lúc đầu, nhà Mạnh Tử ở gần một nghĩa trang, cậu bé Mạnh Tử khi đó nhìn cảnh tượng của những người đưa tang đó, rồi bản thân cũng làm theo họ, cả ngày chôn quan tài xây mộ trên bãi đất. Mẹ của Mạnh Tử thấy nơi như vậy sẽ ảnh hưởng đến con không tốt, nên đã chuyển nhà đến thị trấn. Tiểu Mạnh Tử học theo những người buôn bán lọc lừa lẫn nhau đó, mẹ của Mạnh Tử lại lần nữa chuyển nhà đi nơi khác. Cuối cùng bà dọn đến gần một trường học. Tiểu Mạnh Tử học theo các bạn nhỏ ở trường học, bày các đồ dùng cúng tế để chơi đồ chơi, học lễ nghĩa vái chào, học tính khiêm nhường. Cuối cùng mẹ Mạnh Tử mới yên tâm nói rằng chỗ này mới thực sự là chỗ cho con ta nên người. Vật tụ theo loài, người chơi theo nhóm, mãi mãi là cách thức con người kết giao với nhau. Không bao giờ có thể thay đổi, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, luôn là quy tắc xã giao mà chúng ta nên tuân thủ. Làm bạn với những người nghèo trong tâm sẽ chỉ khiến bạn rơi vào vòng năng lượng tiêu cực của họ, giống như họ, rồi sẽ chỉ dậm chân tại chỗ, có chí lớn nhưng tài mọn, luôn theo đuổi những mục tiêu không sát với thực tế. Những người như vậy hoặc là truyền nhiễm năng lượng tiêu cực cho bạn, khiến bạn không còn chút ý chí nào, hoặc là lấy cớ vì bản thân họ nghèo khéo, yếu ớt để dựa dẫm vào bạn, không ngừng đòi lấy những thứ họ cần từ bạn. Những ngày tháng của cuộc đời này vô cùng quý giá, vì thế chúng ta đừng nên lãng phí thời gian của mình cho những người như vậy. Hãy tránh xa họ, từ chối kết giao với họ để bạn không bao giờ bị tiêm nhiễm, trở thành một người có trái tim hạn hẹp, nghèo nàn.